Ngày trước xem 7 viên ngọc rồng, thấy có cái máy đo lực đấm ở đại hội võ thuật. Mình nghĩ là chỉ có trong truyện thôi, chứ ai ngờ đâu là nó có thật ngoài đời luôn các ông ạ. Hôm nay thì có cơ hội tới thăm động viên đội tuyển Muay và Kickboxing Hà Nội, tình cờ bắt gặp được cái máy đo lực đấm có vẻ ngoài tương đồng như là trong truyện. Đặc biệt là nó cũng hiển thị kết quả sau mỗi lần ra đòn qua một cái màn hình app của điện thoại. Mình cũng đú đòn đeo găng đấm thử, thì lực đấm cao nhất cũng chỉ được có 50 cân, tức là được gần bằng một nửa so với một vận động viên tập luyện chuyên nghiệp.